Hai đứa bạn. À chú à cô. Hai đứa bạn. Hai đứa bạn. À, các bạn, à, bữa nay ba mẹ con sẽ ăn pickle. Tiếng Anh kêu là pickle, cái này là dưa leo chua, người ta ngâm chua đó các bạn. Thì Tammy thì rất là thích ăn dưa leo. Mắm này cũng vậy, nhưng mà còn dưa leo chua thì mình không biết, nên bây giờ mình sẽ thử ra hai đứa ăn được không nhé. This looks like dưa leo, but it's a little bit different, but mở không nổi. The food is like water. Nào, lấy cho Tammy miếng nha. Are you sure I have to eat it? Let me smell first. Hai đứa ăn thử. Ăn thử coi ngon không? You don't like. Ok, vậy thì nè, không muốn thì thôi, thì nè đi đi. Good. Ngon không Tammy? Good. Yeah. Thì nó không thích rồi, nghe mùi nó không thích rồi. I'm not even joking, it's crunchy. I don't want it. Mùi ăn thử nha, mùi có muối ớt lên nè. Đây. Thì đây là nó, đây. Có loại bự hơn nữa các bạn. Đây mình sẽ chấm ớt nè. Oops. Thế mày ăn nữa không? Ăn thêm không? Rửa hết nữa. Ngon mà. Ngọt chua kiện. Nó chua chua ngọt ngọt. Nó ngâm chua ngọt ngọt ngọt. Sao không ăn ít vậy? Không cao, chơi nào không thích thôi. Có ớt. Nó bị sao? Có ớt nữa là cay cay. Thế nào đừng có làm ồn con. I don't want that. Chua chua. I don't want that. I don't want that for gold. Sao mày ăn nữa không? Just wait. Trời ơi, mày ăn hai trái rồi đó. Cái này ngon. Ngon. Sao mày ăn hai trái rồi đó. Thích không? Ngon không? Ngon. Các bạn có nghe nó giòn không? Mình có thể nghe nó giòn đó. Thì bữa nay Tammy sẽ là người ăn á các bạn. Tại cái này là món của nó. Chừng nào mà món lobster là của Mary ăn. Con mắm nhỏ là nó không dám thử luôn. Nó nghe mùi á, nghe mùi chua chua, nó thích luôn. Feel so bad, chưa thử sao biết bad được. Ba trái rồi đó các bạn, giỏi không? Trời, nó thích dưa leo lắm, nhưng mà dưa chua thì mình chưa có cho nó ăn bao giờ. Bữa nay thêm mì làm xô. Ăn nữa không? Anh mó ok, giỏi quá vậy. Đây, đây mày lấy cho. Đây nhá, mày sẽ lấy cho nó nè. Đây các bạn, cái trái này nó nhỏ nhỏ ăn nó ngon lắm. Ok, thì nào không thích ăn thôi. Thì này em muốn ngủ. Thôi mày ăn đi. Thôi mày thích ăn cái này đó. Mẹ ăn nữa.
Ngon. Kiểu ngon. Cái này mắc cười. Cái này mắc cười hả? Dạ. Bữa nay là Tammy sẽ làm show ăn cho các bạn nhé. Đây, làm quảng cáo luôn cho các bạn nè. Mình sẽ ăn miếng nha. Thì nào con không muốn ăn thì thôi, ok con đừng có nói nữa. Ok, just go to the bathroom and then it'll be quiet. Mày muốn cho nó thấm không? Đi đi. Ok, find daddy. Để mình ăn miếng các bạn. Thơm không? Ăn mất. Ăn mất. Ok. Ok, một cái nữa. Đúng món của nó các bạn. Món tôm là của Mary. Món này rẻ tiền là của nó. Ok. Ôi trời ơi. Can I go to do it? Oh. Ok. Chia nào, không có phá nào, không phá chị nè. Can I go play with the balloons in the bedroom? Bạn thấy không? Đúng món của mắm là mắm thích. Trời ơi, nó ăn nãy giờ mấy trái rồi ta thấy đi. Con có đếm không? Huh? Con có đếm con ăn mấy trái không? Nope. Mẹ lấy trái nhỏ nè. Mẹ con lấy chút. Ok. Can I just bring this with you? Mhm. Vô đi. Nó đòi đi lấy nước ngọt. Đã quá các bạn ơi. Nhưng mà bữa nay là mình sẽ cho Tammy làm diễn viên chính các bạn. Ok, đâu, Tammy ăn hết chưa? Đâu, ăn giống chuột vậy. Cái này nó chua chua đó. Ngon đó, mình ăn, ăn được. Mê cũng nghĩ là mê không ăn được. Bây giờ mê sẽ ăn thêm. Con đeo lại đi, đeo lại cho nghe tiếng. Chứ không là không có nghe tiếng đâu. Excuse me. Help me mommy. Help me do it. Go.
Đeo một bên thôi, đeo một bên thôi. You eating the one that had the tail. Mommy, you're eating a fishy. That is a pickle. Okay, I can hear everything. Con không nghe được nhưng mà các cô chú nghe được. Con để vậy đi, con ăn đi. Ớt nữa các bạn. Tommy, no mama. Eat sugar, no mommy. Tommy, what? Hungry. Ôi. Bây giờ nhận phát triển hả? Mà mắm nó phát triển nó bằng cái bên hả? Đây nè. Đừng có phá chị nữa. I want eat. Ok, xuống đây. I want eat. Mắm nó kêu nó muốn ăn. I want eat. Ok, đây, chị nào ăn thử miếng nha. Không thích được thôi. Ok. Đây. I'm done. Mình sẽ lấy một trái cho mắm. Different is good. Sao vậy? Trời ơi, nhả ra liền luôn. Không thích hả? Ok, không thích thôi. Các bạn thấy không? But can I watch this TV? No, mommy đang làm video chưa có xong. Thế để mommy làm video xong con mới coi TV được, ok? Okay. Các bạn thấy không? Nó ăn xong nó giục đâu rồi. Nó ăn không được nó giục nè. Miếng của nó, mommy sẽ ăn hết cái miếng của mắm nhỏ. Ở trong này coi họ có để ớt nè. Như là cái này là cái rau gì mình không biết, cái bông gì nè. Cái bông gì không biết nữa. Còn dưới này là có ớt, có cà rốt luôn. Ớt với cà rốt. Bây giờ mình sẽ ăn hết cái miếng của mắm nhỏ nè. Mắm nhỏ cắn xong nó giục nè. Smells spicy. So I smell spicy in there. Mm-hmm. My nose is spicy. Cay chua mặn ngọt, nó là làm để muối hột các bạn, nhưng mà mưa giả đến chưa thay mưa. Đây các bạn, nãy giờ mình ngồi quay phim đằng sau nhưng mà mưa cũng ăn nhiều rồi, cũng cay rồi, nhưng mà bây giờ mình quyết định ngồi đằng trước các bạn nè để mà ăn nè. Mấy cái này trái này nhỏ nhỏ ngon nè, trái bự thì mình không thích đó. Mấy trái này là nó còn non đó các bạn. Cái này là bên này hay ăn hot dog á, bánh mì á, bánh mì với lại sốt xịt á, hay ăn với mấy cái này. Nói chung tụi Tây á, ăn cái này nhiều lắm, ăn pickle nhiều lắm. Đây.
này mọi người thấy ăn ngon hơn là cái dưa chua, dưa cải nữa mà, cải chua, dưa cải, cải chua gì tùm lum hết. Múc gần hết rồi nè. Bữa nay trời lạnh quá các bạn. Ngon nhà mới ở nhà thôi, không đi đâu hết. Thậm chí ăn còn ăn ké. Có đặt trước nè. Bên nhà chị Di có đặt trước đồ ăn, đặt bàn trước. Thì miếng nha các bạn. Này mưa giả muối muối hột á. Cay chua chua. Nhưng mà chua hơn cải chua nhiều. Nó không phải ngon hơn tại cái này nó có ngọt ngọt. Còn cải chua là chỉ có chua thôi. Nhưng mà tất nhiên mê làm cải chua mê cũng có để đường chứ các bạn. Bình thường giống như mình kêu để muối đường, để dạ muối ớt đó. Tất nhiên là trong muối ớt là có đường nè, có bột ngọt nè các bạn. Nhưng mà Marie thì lại không có nói chi tiết là có đường, bột ngọt, muối, tiêu, đồ này nọ. Mình chỉ nói là muối ớt. Nhưng mà trong muối ớt đó thì tất nhiên là có đường, có bột ngọt, hoặc là có tiêu, tùy theo món các bạn. Nhưng mà Marie chỉ nói ngắn gọn là muối ớt. Nên nhiều khi các bạn cứ tưởng là Marie ăn chỉ có muối ớt thôi, không có đường, không có bột ngọt, không có gì hết. Mình tùy thêm món, có món mui để thêm tiêu nè, để thêm này nọ nè, nhưng mà mui vẫn nói gọn là muối ớt thôi. Bị ở đây các bạn. Nãy mình nói thêm miếng. Bây giờ thêm miếng nè. Món chua này nè, chồng mình cũng thích nữa. Mình chồng mình ngủ rồi. Vì một hồi anh thức anh sẽ ăn. Anh rất thích cái món này. Nhưng mà bình thường thì mình không bao giờ mua. Tại bây giờ là mình mua tại mình làm video thôi. Còn ăn á thì chắc chồng mình cũng chán các bạn, chán là tại mình không ăn á. Mì thì món này mì nói thích thì mì không thích á. Mì không có mê đâu. Chỉ có lâu lâu ăn kiểu như ăn chơi vậy thôi. Còn những người thích đó họ có thể ăn mỗi ngày. Giống như Tha Mì nó thích đó. Các bạn thấy hồi nãy nó ăn 4-5 trái đó. Mì cũng không đếm nữa. Nhưng mà cũng 4-5 trái đi phải. 3 hoặc 4 hoặc là 5 trái vậy đó. Chồng mì cũng thích. Nhưng mà mì cũng có mua mấy cái kia. Mấy hai ba hộp loại đó, hai ba loại, có loại khác nữa, có cà rốt chua này nữa, nói chung là xoài chua này nó đủ thứ hết. Nhưng mà chồng mới cũng không ăn, chắc tại ăn một mình chán á. Còn cái này mới khui rồi, mình sẽ để đây, kiểu nào anh thức anh cũng ăn. Nhất là anh ngủ vậy là hay ăn chua lắm. Trời, anh mê ăn chua lắm. Xoài đó, mỗi lần đi chợ là anh mua xoài thôi, mua xoài ăn đó. Mê hay mua mê ớt, anh là mê chua. Nó tụt hoài vậy trời. Mình muốn cho nó dính nhiều ớt xíu.
Nó lại không có rõ nét. Cái này mới đưa tay lên cho các bạn xem bói cho mê về luôn á. Cay các bạn ơi. Nó chua chua, ngọt ngọt. Nên ăn không có ngán các bạn. Cứ ăn xong là muốn ăn tiếp rồi đó. Nãy mình kêu một trái xong rồi bây giờ lại muốn thêm một trái nữa đó. Mà ăn nó không có ngán. Nó chua chua ngọt ngọt. Còn cái cải của mình hôm qua đó thì nó chua nhiều hơn là ngọt. Còn cái này là chua chua ngọt ngọt. Nhưng mà mình ăn nhiều quá rồi mình không ăn nữa. Giờ lại mình cay lắm. Ăn ớt quá trời luôn. Thôi bye các bạn nha, hẹn gặp các bạn video tới nha. Bye.